Rồi cô mời các bạn mở cam lên để chúng mình bắt đầu vào buổi tập hôm nay nhé. Các bạn ơi, mình mở cam lên để bắt đầu buổi hôm nay nào. Rồi mời cả lớp ngồi trong tư thế xếp bằng thoải mái. Mình có thể ngồi bắt chéo hoặc ngồi tán hoa sen hoặc ngồi hoa sen tùy vào. Và mình cảm thấy thoải mái ở trong tư thế nào nhé. Mình vén cái mông lên để ngồi vững chãi trên hai xương ngồi. Tay ngửa đặt nhẹ lên đùi. Giữ lưng đầu trên một đường thẳng. Mắt nhắm hờ. Mời cả lớp mình cùng chắp tay trước ngực. Bắt đầu ba tiếng ôm kết nối năng lượng lớp học. Hít sâu cục căng tròn. Ồ. Hít sâu. Ồ. Hít sâu. Ồ. Tôi biết ơn cơ thể. Tôi biết ơn hơi thở. Tôi biết ơn trái tim. Tôi biết ơn cha mẹ. Tôi biết ơn các vị thầy. Tôi biết ơn vị thầy cho tôi. Đưa tay lên trán, cúi chào nhau Namaste. Rồi mời cả lớp nào. Mời cả lớp mình khởi động nào. Hít vào kéo nguyên hai vai lên nào. Thả lỏng trỏ tay và cổ tay. Thở, hạ năm đầu ngón tay phải, nghiêng người sang bên phải. Hít vào kéo vươn hai vai, thở hạ năm đầu ngón tay trái vươn người sang trái. Hít vào kéo vươn hai vai, thở hạ năm đầu ngón tay phải nghiêng người sang bên phải, mắt nhìn lên trần nhà ngón tay trái. Hít vào kéo vươn hai vai, thở nghiêng người sang bên trái, hạ năm đầu ngón tay, mắt nhìn qua tay phải lên trần. Hít vào kéo vươn hai vai, thở nghiêng người sang phải, hạ năm đầu ngón tay, mắt nhìn qua tay trái lên trần. Hít vào kéo vươn hai vai, thở nghiêng người sang trái, hạ năm đầu ngón tay trái, mắt nhìn qua tay phải lên trần. Hít vào kéo vươn hai vai, thở hạ hai tay. Tay này nắm trỏ tay kia. Hít vào vươn qua đầu. Thở tay về trước ngực. Hít vươn qua đầu. Thở tay về trước ngực. Hít vươn qua đầu. Thở tay về trước ngực. Hít vươn qua đầu. Thở về trước ngực. Bây giờ mình đảo tay nắm trỏ ở trong đưa ra ngoài. Hít, vươn tay qua đầu. Thở tay về trước ngực. Hít, vươn tay qua đầu. Thở tay về trước ngực.
Xin vươn tay qua đầu, thò tay về trước ngực, hít vào vươn tay qua đầu, thò tay về trước ngực, hít vào kéo vươn hai vai lên, thả lỏng trỏ tay, cổ tay, thở xoay người sang phải, tay trái đối phải, hai đầu ngón tay phải đưa ra sau, mắt nhìn ra sau, hít vào kéo vươn hai vai, thở xoay người sang trái, tay phải gối trái, tay trái đưa ra sau, hít vào kéo vươn hai vai, thở xoay người sang bên phải, tay trái gối phải, tay phải đưa ra sau, hít vào kéo vươn hai vai, thở xoay người sang trái, tay phải gối trái, tay trái đưa ra sau, hít vào kéo vươn hai vai, thở từ hạ tay xuống, tay nắm chỏ đưa ra sau lưng, hít vào dưỡng cằm ngả nhẹ đầu ra sau, cảm nhận điểm căng vùng cổ, thở từ từ đưa cằm sát hõm cổ, hít vào dưỡng cằm cổ ngả nhẹ đầu ra sau, thở cu cằm sát hõm cổ, hít vào kéo dưỡng cằm cổ lên, thở cu cằm sát hõm cổ, hít vào kéo dưỡng cằm cổ lên, thở cu cằm sát hõm cổ, hít vào đặt thể chính diện, thở nghiêng người sang sẵn nghiêng đầu sang phải, đưa cái tay phải nắp vào gần cái vai phải nhất, hít đặt về chính diện, thở nghiêng đầu sang trái, hít mặt về chính diện, thở nghiêng sang phải, hít mặt về chính diện, thở nghiêng trái, hít mặt về chính diện, thở nghiêng sang bên phải, hít vào mặt về chính diện, thở nghiêng sang bên trái hả, hít vào mặt về chính diện, thở mình xoay cái cằm của mình sang bên vai phải, hít mặt về chính diện, thở xoay cằm sang vai trái, hít vào mặt về chính diện nào, thở xoay sang bên vai phải, hít mặt về chính diện, thở xoay vai trái, hít mặt về chính diện, thở xoay vai phải, hít mặt về chính diện, thở xoay sang bên trái, hít vào đưa mặt về chính diện, mình tách tay ra, tách chân ra, chúng mình vào trong tư thế con bò mèo nhá. Các bạn có nhớ tư thế con bò mèo không? Chân của cô tách. Minh Nguyên làm bò mèo, cô xem nhớ bài không nào? Mình nhớ xoay cái trỏ tay ra ngoài nha các bạn nha. Rồi. Bắt đầu nhá. Cô quỳ xuống này, hai cái đầu gối của cô rộng bằng hông, hai bàn chân của cô duỗi ra này. Rồi cô chống lên này. Cô đo khoảng cách từ cái trỏ tay đến cái điểm cao nhất của ngón tay này. Cô lên thêm đến đây để cô nhấn và cô đo thêm một ngón tay nữa. Cô đặt cái bàn tay của cô lên. Cái trỏ tay của cô luôn xoay ra ngoài. Mình bắt đầu vào bò mèo nhá. Hít vào lưng hông.
Dưỡng cằm cổ, mắt nhìn phía trước. Bò. Thở ra cuộn lưng ngủ cao lưng, mắt nhìn rốn. Hít vào lần hầu. Dưỡng ngực vươn cằm. Bò. Thở ra cuộn hông bù lưng, mắt nhìn rốn. Vào lần hầu. Dưỡng ngực vươn cằm. Bò. Các bạn nào con bò nào? Thở ra cuộn lưng, gù cao lưng lên, mắt nhìn rốn. Con gì đây? Mèo. Ôi con chó mèo của cô kêu dễ thương quá. Hít vào lần hông, xiết bụng, dưỡng ngực vươn cằm. Ôm bò. Thở cuộn hông, gù lưng, mắt nhìn rốn. Vào lần hông, dưỡng ngực vươn cằm lên. Ôm bò. Thở cuộn lưng, gù cao lưng, mắt nhìn rốn. Vào lần hông, dưỡng ngực vươn cằm. Ôm bò. Thở cuộn hông, gù cao lưng lên, mắt nhìn rốn. Vào lần hầu, dưới ngực vươn cằm lên. Hồ, cuộn hồng, cuộn từng đốt sống lưng, mắt nhìn rốn. Vào lần hầu, dưới ngực vươn cằm lên. Ôm bò. Thở cuộn hồng, gù thật cao với lưng, mắt nhìn rốn. Vào lần hông, dưỡng ngực vươn cằm. Ôm bò. Thở cuộn hông, gù cao lưng lên, mắt nhìn rốn. Vào lần hông, dưỡng ngực vươn cằm. Thở cuộn lưng, mắt nhìn rốn nào. Hít vào lần hông, dưỡng ngực vươn cằm. Thở cuộn hông, cuộn từng nốt sống lưng, mắt nhìn rốn. Lần cuối cố lên, hít vào. Con bò cho cô nào. Ôm bò. Thở cuộn hông, cuộn từng đốt sống lưng, mắt nhìn rốn. Mèo mèo. Rồi bây giờ mình đẩy cái hông về góc chân nào. Đẩy hông ngồi về góc chân nha. Hai bạn, người ngón tay của mình sẽ chạm vào nhau. Hít vào, vươn tay sang ngang, mở rộng cái ngực ra, ép hai cái vai vào nhau. Thở từ từ, mười đầu ngón tay chạm vào nhau. Hít vào, mở cái tay sang ngang, mở rộng cái ngực của mình ra, cảm giác cái lồng ngực đang được mở ra. Thở, chạm mười đầu ngón tay vào nhau, từ từ chậm chạp. Bây giờ mình thử thách thật khó hơn nhá. Nhắm mắt lại, hít vào, mở ngón tay ra ngang. Ngực của mình mở rộng ra. Thở vẫn nhắm mắt, xem mười đầu ngón tay có chạm vào nhau không nhá. Từ từ nhẹ nhàng vẫn nhắm mắt, hít vào, mở rộng lồng ngực ra. Dang cái tay sang ngang. Thở từ từ vẫn nhắm mắt. Thu 10 đầu ngón tay vào, xem có chạm vào nhau không nhá.
vào từ từ mở rộng cái lồng ngực ra, vươn tay sang ngang, thở vẫn nhắm mắt, thu 10 đầu ngón tay vào chạm nhau, hít vào mở rộng lồng ngực tay sang ngang nào, thở thu tay về, 10 đầu ngón tay chạm nhau. Lần cuối hít vào mở thật rộng lồng ngực, dang tay sang ngang, thở ra mềm chạm 10 đầu ngón tay vào nhau nào. Rồi để tay lên đùi nào. Từ từ mình chống cái tay, đứng dậy và tách hai chân rộng ra hơn cái vai của mình. 10 đầu ngón tay chạm vào nhau để dưới rốn. Hít vào, cô lơ cái tay lên ngực, lên trung ngang ngực nào. Đến ngực cô xoay tay đẩy hông và cựu gối xuống nào. Hai, hít vào, lơ tay thẳng gối, thẳng người lên. Hở, đẩy cái tay cựu gối đẩy hông xuống nào. Hít vào từ từ, lơ thẳng tay thẳng người lên. Thở, cựu gối đẩy hông xoay hạ tay xuống nào. Hít vào mình, từ từ lơn tay lên, thẳng chân lên. Thở, cựu gối đẩy hông xuống nào. Hít vào mình, lơn cái tay lên, thẳng tới. Thở vào, cựu gối đẩy tay xuống nào. Hít vào, thẳng chân, nâng tay lên ngang ngực. Thở, cựu gối đẩy hông xuống nào. Lần cuối, hít vào mình, lưng tay, lưng đầu gối lên. Thở, cựu gối đẩy hông xuống. Hít vào mình, từ từ đứng dậy. Các bạn nhớ tư thế ếch bồ không? Bây giờ mình chân mình khép vào, bằng vai hoặc rộng hơn vai một xíu nha. Mình ngồi xuống trong tư thế ngồi xổm, chống 10 đầu ngón tay này. Hít vào, nâng gót chân bật nhảy ô ô. Rồi các chú ếch chuẩn bị lần hai, hít thật sâu lấy hơi bật nhảy nhá. Nâng gót chân bật nhảy ô ô ô. Lần ba hít sâu, nâng gót chân bật nhảy nào, ô ô ô. Rồi lần bốn nha, hít sâu vào, nâng gót chân bật nhảy ô ô. Lần năm hít thật sâu nào, nâng gót chân bật nhảy ô ô ô. Các chú ếch vừa trong cuộc đua nhảy mệt quá, các chú ếch phải đi nghỉ thôi. Và tư thế Dạ khác nào. ngủ luôn cô, đi ngủ luôn cô. Ếch ngủ là mệt rồi, phải đi ngủ nào. Hai chân tách rộng hơn hông, mình vươn cái tay về phía trước, trán chạm thẳng nào. Ếch ngủ, trời sáng rồi, ếch dậy thôi. Các bạn ếch ơi, mình cùng đua nhau tập nhảy nữa nào. Ngồi xổm nào, 10 đầu ngón tay chống lên thảm. Hít vào, lưng gót chân bật nhảy ô ô. Hai, hít vào, lưng gót chân bật nhảy ô ô. Lần ba nào, hít thật sâu, nâng gót chân bật nhảy ô ô. Bốn, hít sâu vào, nâng gót chân bật nhảy ô ô. Năm nào,
thật sâu nè, nâng gót chân bật nhảy, hít bật. Chú ấy mệt chưa? Có cần đi ngủ một lúc không? Không mệt hả? Không. Rồi bạn thì mệt, bạn thì không. Vậy thì chúng mình trong nghỉ ngơi một lúc nhá. Ếch và nằm ngủ nào. Chán chẳng hả? Rồi từ tư thế ếch nằm ngủ, chúng mình duỗi cái chân ra và tư thế nằm sấp để chúng mình bước vào Làm cơm én. chuẩn luôn con én. Hai tay xuôi theo thân nhá. Hai tay xuôi theo thân này. Chú én bắt đầu bay vào, lưng tay lưng chân nâng đầu lên. Bay bay nào. Hở chú én hạ cánh nào. Chú én bắt đầu bay lần hai, hít vào lưng tay lưng chân nâng đầu lên. Hở hạ. Lần này chú Yến bay thật nhanh nha. Chú Yến bay thật nhanh bằng cách là vươn tay lên giống như bay như siêu nhân đấy nha. Mình vươn tay lên qua đầu nè. Hít vào. Lưng tay lưng chân lên đầu lên. Yến bay nhanh. Vù thở. Hít vào. Chú Yến bắt đầu bay nào. Lưng tay lưng chân lên đầu lên. Bay vù 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 từ rừng này sang rừng kia. Hở hạ. Rồi tiếp tục hít thật sâu. Lòng tay lòng chân lòng đầu lên. Vù vù. Bay qua rừng này. Bay qua rừng xanh. Sang rừng đỏ. Ôi mệt quá hạ cánh nào. Hít vào không mình. Lần tay lần chân như mình dang sang ngang nhá. Lần này gió to quá. Chú Yến bay nghiêng sang bên trái cho cô nào. Nghiêng phải. Nghiêng trái. Gió to quá. Nghiêng phải. Làm cho các chú Yến trao đảo sang trái. Yến trao đảo sang phải. Rồi lại sang trái. Trời ơi mệt quá. Chú Yến phải nằm nghỉ thôi. Chúng mình vào tư thế nằm sấp nghỉ ngơi nào. Rồi chú Yến lại tiếp tục hành trình nào. Hít vào mình, lông tay lông chân lông đầu lên. Hở hai. Hít vào kiến bay nhanh hơn nào, vuông tay qua đầu bay nhanh hơn. Bay thật nhanh thật nhanh. Như siêu nhân đang bay. Hở mình hạ xuống nào. Dang tay sang ngang nào. Hít vào, yến lần này lượn lờ chào đảo nghiêng trái này. Nghiêng phải. Nghiêng trái. Nghiêng phải. Nghiêng trái, lại nghiêng phải, sang trái, lại sang phải. Rồi, yến, hạ tay, hạ cánh xuống nào. Bây giờ mình làm không một tư thế nữa nhé. Mình co cái đầu gối lại, co cái chân về đằng gần hông, hai tay của mình ôm lấy cổ chân, hít vào mình lưng chân lên, thở hạ,
Hít hai lông chân lên. Thở ra. Bà hít vào lông chân lên. Thở ra. Bốn hít lông lên. Thở ra. Năm hít lông lên. Thở ra. Bây giờ mình sẽ vươn tay trái qua đầu. Mình chống tay phải và nghiêng người. Nằm ngửa. Hai chân tách rộng. Hai tay xuôi theo thân. Chất ra ngoài 45 độ. Hít vào, nâng cái bàn chân lên cách sàn năng khoảng 10 cm. Duỗi căng, để gập. Duỗi căng, thả rơi. Hít vào, nâng bàn tay lên cách sàn nhà 5 hoặc 10 cm, duỗi căng bàn tay để gập, nắm chặt, duỗi căng, hở thả rời. Hít vào, mình dùng lực ở gót chân hơi đẩy, hở thả rời. Hít vào, dùng lực ở cái khuỷu tay này đẩy cái vai lên, hở thả rời. Rồi mình làm thư giãn ở đây một phút nữa nha. Bây giờ cô mời cả lớp rung lắc đôi tay, cử động đôi chân nào. Chúng mình chống cái chân trái, nghiêng người sang bên phải ngồi dậy. Cô mời cả lớp ngồi dậy, ngồi vững chãi trên hai chân ngồi nào. Hai tay ngửa thật nhẹ lên đầu. Cảm nhận cái hơi hít thở đi vào đi ra qua hai sống mũi. Hít vào, cảm nhận bụng căng lên như quả bóng. Thở ra như quả bóng đang bị xẹp hơi lại. Hít vào, thở hết hơi ra. Hít sâu, căng lên. Hò hết hơi ra, bụng xẹp lại. Rồi từ từ mời cả chắp hai tay trước ngực. Mời cả lớp cùng ôm sang thị cầu bình an. Hít sâu. Ô. San vị. Tôi dùng tâm trí tay đặt lên trái, linh hồn tay đặt trên trái tim, tay đặt trước ngực, nguyện cầu bình an cho tất cả mọi người mọi loài. Tay trái chúng mình hướng Chimura đưa ra sau lưng, tay phải chúng mình ôm lấy cổ tay trái, cúi chào nhau. Namaste. Cô chào cả lớp. Con chào con. Giờ tập yoga của chúng mình hôm nay tập kết thúc rồi. Hôm nay các bạn tập có thoải mái không? Bị khó không? Con tập con nó phải này rồi. Chứ còn cái mèo rồi sau đó quỳ rồi sau đó đứng lên con mới thấy khó. Còn mèo thường này thì dễ thôi đúng không? Đơn giản thôi đúng không? Mình cứ tập những cái động tác đơn giản. Rồi cô chúc các bạn một tuần mới, à một ngày mới vui vẻ ha. Mình chúc cô vui vẻ. Havana Cảm ơn các bạn. bớt. Rồi đàng hoàng bây giờ.